Hello, xin chào các bạn. Trong video này Hường sẽ chia sẻ về tối ưu thêm cái kênh của mình, và đặc biệt là chúng ta đi chia sẻ từng cái view của video, để từng cái video của chúng ta lên view bằng cách là tham gia vào một số cái group trên Facebook. Trước khi đến với chủ đề này thì khi mà các bạn xem các video của kênh Hường ấy, thì đừng quên là khi mình xem như này á, thì mình nhớ bấm vào một cái like. Bất kỳ một cái video nào cũng nên cho nó một like. Sau đó xuống bình luận hay lắm hay là tuyệt lắm gì đó. Tùy các bạn, hoặc là đặt câu hỏi ở đây nha. Nhớ bình luận một cái. Sau đó thì các bạn cũng nên là subscribe, đăng ký kênh ở đây. Rồi sau khi đăng ký, bấm vào nút chuông thông báo, bấm vào tất cả ở đây. Thì tất cả những cái video Hường mới ra nhất, những cái chương trình mới nhất sẽ được cập nhật đến các bạn ngay, để các bạn không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào chứ. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu với video này. Video này sẽ chia sẻ về làm thế nào để tăng từng view đúng khách hàng tiềm năng cho cái video của mình. Nhớ là các bạn làm từng view nha, tăng từng view lên. Đừng lo lắng là chuyện mất thời gian. Các bạn phải siêng lên, bởi vì là chúng ta chưa có nhiều vốn để chúng ta chạy quảng cáo, hay là chúng ta cũng chưa có gì cả. Nếu các bạn có một cái nhóm rất là đông rồi, rất là lớn rồi, thì các bạn sẽ đỡ cực hơn trong việc tăng từng view. Hoặc là các bạn có những người bạn họ gặp vấn đề, có một danh sách khách hàng, một danh sách email khách hàng, thì các bạn sẽ là đỡ tốn công hơn trong cái việc tăng view, đúng không? Bây giờ các bạn chưa có gì thì chúng ta phải siêng lên, chúng ta phải lấy cần cù lên để có số view cho kênh YouTube của mình. Khi các bạn làm theo cách này thì đảm bảo là các bạn sẽ tiếp cận đúng đối tượng khách hàng của mình, nên là cái lượt view của chúng ta sẽ rất là chất. Bây giờ chúng ta copy lên ngay, chúng ta sẽ share cái link cái video mà chúng ta vừa tạo và chia sẻ cho khách hàng tiềm năng, đúng không? Thì hôm trước Hường đã chia sẻ với cả lớp cách tham gia vào những cái nhóm. Ví dụ Hường đang xích cái từ khóa là High Blood Pressure ở đây. Thì lúc trước Hường đã tham gia một số cái nhóm như thế này. Bởi bây giờ những cái nhóm mình đã tham gia thì chúng ta hãy mở nó ra. Còn cái nhóm nào nữa không? Hãy mở nó, các nhóm đó ra. Bấm link đây. Group nè. Rồi còn nhóm nào không? Hiện tại là có những cái nhóm này. Đây. Bây giờ Hường làm mẫu cho cả lớp xem cách tiếp cận từng khách hàng ở trong cái nhóm này nha. Ví dụ ở trong cái nhóm này. Đấy, thì chúng ta sẽ xem thử họ nói gì. Khi mà chúng ta vào những cái nhóm này thì mình cũng học thêm được cái cách của người ta, đó là mình biết được cái triệu chứng của khách hàng thực sự của chúng ta là gì. Ví dụ như là nó nói nè, nó mới đăng nè. Ví dụ như mình thấy cái dòng này nó nói gì đấy. HBB tức là viết tắt của cao huyết áp, thì chúng ta có thể là dịch nó ra xem nó là cái gì. Tiếng Việt đây. Tôi có cao huyết áp, các triệu chứng của tôi có ai chia sẻ không? Đau đầu âm ỉ, hơi khó thở, cảm giác như ngực bị đè lên và thỉnh thoảng đánh trống ngực. Đấy là cái triệu chứng của bệnh cao huyết áp. Nếu như các bạn đang viết những cái bài content, hoặc là bạn đang chạy quảng cáo, hoặc các bạn đang là xây kênh YouTube, thì đây có phải dữ liệu rất là tuyệt vời để các bạn làm hay không? Thì đây là một bí mật nha. Sau này các bạn làm được, các bạn có sale nhớ nhắn tin cho Hường để khoe cái sale của các bạn trên kênh YouTube. Nhớ khoe cho Hường biết với. Không thể nào mà các bạn làm sale quá trời quá đất rồi các bạn im lặng. Và điều tuyệt vời đây là Hường chia sẻ những cái bộ video miễn phí như thế này. Hường chia sẻ miễn phí thì đừng có ý kiến cái còi gì nữa nha. Ok, thì chúng ta sẽ xem người ta đang bị như thế này. Đây, chúng ta có thể xem tiếp. Thì nó nói gì? Huyết áp của tôi đang là cái... Nếu mà không hiểu thì dịch. Nó nói huyết áp của tôi đang là cái số này. Thì mình sẽ thấy, mình xem nhiều thông tin thì mình sẽ thấy cái số này hơi cao ấy. That's high. Đúng không? That's high. Thì too high.
Mình có thể là mình có thể dịch Google xong rồi mình để cái link của mình vô, ví dụ như chỉ số này là quá cao, chỉ số huyết áp này là quá cao, bạn nên tìm cách để giảm nó xuống. Tôi tìm thấy video này trên YouTube, mong là có thể giúp được bạn. Không, để dịch sang tiếng Anh. Reading too high. Nó dịch hơi hơi ấy ấy đó. Nhưng mà không sao. Chỉ số cao. Reading is too high. You should find a way to bring it down. Can help. Và thử nó dịch sang. Ok, thì bây giờ mình sẽ bình luận nó này. Rồi, chúng ta lấy cái video mà chúng ta vừa đăng lên trên YouTube, mình bỏ vào đây. Đó, thì chúng ta đã có được một bình luận. Ok, được không các bạn? Được, các bạn bình luận xuống được dưới video nha. Giúp bình luận để Hường có cảm hứng, Hường cảm thấy là các bạn đang xem. Nhiều khi các bạn xem rồi các bạn rời đi mất thì mình nghĩ không có ai xem, hoặc là không biết là có hữu ích hay không, có nên chia sẻ tiếp hay không. Thế nên là các bạn hãy bình luận dưới cái video này để Hường biết với. Vậy không? Rồi tiếp tục. Mình xem tiếp coi thử nó có gì hay nè. Nó nói gì đây? Mình dùng Google dịch tiếp. Kết quả đo huyết áp lưu động có bình thường không, trong khi máy đo huyết áp bình thường thì không phải là tăng huyết áp. Cái này nó đang nói là về cái vấn đề khác, có thể là mình chưa có kinh nghiệm thì thôi, nếu sau này các bạn rành về cao huyết áp rồi các bạn có thể sẽ trả lời. Còn đây thì mình chưa có kinh nghiệm thì mình cứ trả lời những cái mà mình có thể trả lời được thôi. Xin chào, tôi muốn xác minh rằng kết quả. Anyone talking step a series. Mình bình luận sơ sơ thôi, khoảng hai bình luận một lần thôi, một ngày khoảng hai bình luận thôi, nhiều quá nó bên bên ban quản trị của cái group này nó chặn mình ra khỏi group mất công. Nên là mình tham gia nhiều group và mỗi group mình bình luận khoảng cỡ tầm vài cái mỗi ngày thôi. Nó nói là ai đó có thể cho tôi biết dấu hiệu của cao huyết áp không? Mình có thể trả lời nè. Xin chào. Đây là video, một video trên kênh YouTube. Xin chào. Dấu hiệu này chưa hẳn là cao huyết áp, có liên quan tới cái vấn đề mà họ chia sẻ đó nha, là cao huyết áp. Bạn thử xem video này để có nhiều kiến thức hơn về cao huyết áp nhé. Đó. Đấy, thì chúng ta sẽ bỏ nó vô. Rồi vậy thôi, mình kiếm cái group khác. Chứ nếu mà nhiều quá nó chặn mình ra khỏi cái group thì mất công không làm được việc gì. Rồi ok. Enter nó. Rồi mình cũng có thể thêm mời thêm một người, vài người bạn của mình vào đây. Những khi mình mời vào đây ấy thì admin ấy họ sẽ cảm thấy rất vui, bởi vì là mình đóng góp
cho cái group này của họ. Mời. Ok, coi thử có thành viên nào ở bên nước ngoài không? Mình mời vô. Đó. Mời vô. Ok. Rồi. À, bây giờ mình sang group tiếp theo. Coi thử có cái bình luận, có cái bài viết nào hay mình bình luận tiếp. To stop my brochure. Đó, thì mình cứ xin, mình cứ copy cái này ra Google Dịch, mình đọc, mình làm thôi. Successful King Peter. Nó nói gì đây nè. Cao huyết áp của tôi đang chạy con số này. Tôi không muốn dùng thuốc. Có ai đã thành công với việc đi bộ để lấy nó xuống không? Khi tôi đứng dậy, tôi đôi khi đầu tôi nặng. Thì mình có thể là bình luận lại là tại vì cái phương pháp của mình đang điều trị cao huyết áp bằng các phương pháp, các bài tập thể dục. Xin chào bạn. Các bài tập thể dục. À, việc đi bộ có thể giúp bạn đỡ được một phần. Bạn giảm huyết áp được một phần. Tốt nhất bạn nên luyện tập một số bài tập. Bài tập để giảm huyết áp một cách tự nhiên. Bạn có thể tham khảo ở video này nhé. Đấy. Tìm hello. Mình liếc qua một cái mình thấy cấu trúc có lỗi chỗ nào không, nếu lỗi thì mình sửa. Còn không lỗi thì mình tiếp tục. Mình bình luận nó. Bình luận này. Rồi mình để cái video của mình vô. Đấy, cứ như vậy, các bạn siêng lên. Những video đầu tiên các bạn cứ làm vậy, bởi vì là trong các group như thế này á, đó là thực sự là cái tệp khách hàng, là đúng tệp khách hàng của mình rồi. Mình bình luận chỉ cần là vài chục người họ vô cái kênh của mình họ xem. Như vậy thì cái video mình cũng đã gọi là có độ tin cậy và nó nhắm tới cái người xem bên Mỹ rồi. Thì sau này nó đề xuất cũng là nó sẽ đề xuất sang những người bên Mỹ họ xem tiếp. Vậy nên các bạn cứ liên tục làm như thế cho đến khi cái video của chúng ta là nó lên được ít nhất là 200 lượt xem mỗi video. Đây là video đầu tiên. Thì mọi người nỗ lực nha, thì Hường cũng sẽ nỗ lực làm nào cho video này lên 200 lượt view. Và cứ như thế chúng ta sẽ làm cho đến 40 video sau đó chúng ta nhìn lại coi thử những cái video nào nó lên top, những video nào được đề xuất, kết quả của kênh YouTube của chúng ta như thế nào. Hãy tối ưu thật là kỹ. Ok, thì hãy xem các video tiếp theo của Hường. Bài tập hôm nay dành cho các bạn đó là hãy đi bình luận, đừng bình luận nhiều quá, đừng có bình luận không liên quan nha. Người ta sẽ kêu spam và họ sẽ remove bạn ra khỏi group. Họ sẽ cho bạn out ra khỏi group ngay nếu như các bạn spam. Các bạn hãy trả lời những câu nói thực sự là liên quan tới cái vấn đề họ bị, thì các bạn mới để cái link của mình vô. Hoặc là khi mà họ gặp cái vấn đề nào đấy, sau này cái kênh của mình có nhiều video rồi, thì mình lên mình tìm cái video phù hợp, mình trả lời cho họ cái vấn đề của họ, mình trả lời đúng cái vấn đề, đúng cái video đấy cho họ. Chứ đừng có lung tung cứ xem video này đi, lúc nào cũng xem video này đi, lúc nào cũng xem video này đi, thì làm cho bạn là một cái người spam và chắc chắn là bạn sẽ bị report và bị remove ra khỏi cái group ngay. Nên hãy trả lời tử tế, lịch sự nhất có thể, tóm lại là hãy chân thành, lịch sự nhất có thể ở trong các group đấy để giúp đỡ cho những thành viên họ bị đau trong group đấy. Thì mình sẽ gửi những cái video trên kênh của mình cho họ xem. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ kiên trì nha. Và tham gia thêm một cái vài group nữa. Và nếu như các bạn chưa có nhiều cái tài khoản Facebook cá nhân thì bây giờ có thể nuôi ngay từ bây giờ. Các bạn nên tạo nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt cái tên Facebook cá nhân của mình. Và cũng nên là tạo bằng điện thoại để nó hạn chế nó bị checkpoint đấy. Ok, nhớ bình luận dưới video này nha. Nhớ cho Hường một like. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.